Em viết lên trên đĩa này. Cố gắng nghiêng hết sang bên phải cô nhá. Đừng đẩy thế cô mỏi tay lắm, bóp cho con đã mỏi rồi, cô ấn đầu nó mỏi lắm. Bị lóa sao hả Tuyết? Bị lóa à? Không, đang nằm ở ô giữa bé lách một cái đó. Thì chị hỏi là có phải bị lóa không ấy? Bị lóa hay là bị mất? Bị lóa hay bị mất? Nó sáng quá. Đỡ chưa? Rồi. Đó. Lốp một cái này nữa thôi sao nhỉ? Bao nhiêu phút rồi? 8 phút. Bốn phút nữa thôi, cố gắng lên. Cô cũng mỏi hết cả tay rồi. Về cô tốt cho nó gom tiếp.
xong chưa? Không, còn một phút nữa đi. Như rồi là lười uống nước. Uống nước thì chữa làm sao được. Nốt cái này. Okay.